Đu trend ủi cây và cái kết, anh bảo vệ khiến đồng nghiệp hết cả hồn. Nếu đã là dân chơi hệ top top lâu năm thì chắc hẳn các bạn cũng biết dạo gần đây trend ủi cây đang làm mưa làm gió khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nếu như bạn gốc dùng cả tâm huyết để ủi cây cùng những màn khoe vũ đạo cực kỳ bệnh cuốn nhưng cũng không kém phần hề hước, thì những bản cover lại khiến cư dân mạng được tràn cười quên cả trời đất, cười xỉu lên xỉu xuống vì quá vụng về và hài hước. Nào là ủi đầu vào thân cây đu đủ non, hoặc nâng cấp hơn nữa là ủi vào bức tượng đồng. Thế nhưng mới đây, tất cả đều phải cúi đầu chào thua trước một phiên bản cover hài hước không kém đến từ vị trí của bà anh bảo vệ thú vị. Đúng là trùng cuối không khiến chúng ta phải thất vọng.